Hello mọi người đã đến với channel của mình. Hôm nay mình sẽ review cho mọi người 8 tựa game kinh dị nha. Và ok, mình sẽ bắt đầu với Siren Arena 2. Ok, Siren Arena Play. Chỉnh nhanh. Phòng tấm bia mộ à, Siren Arena. Xe ok, ui ok, 4 thuyền nha. Ui.
Đúng rồi. Ôi. Chắc là vị trí này đây. Phòng này tìm rồi, ok. Ui. Ok, này kìa. Specimen sẽ rồi.
pin này. Ui. Ok. Next game. Ice cream chew.
xem như này. Same with you. Dark Mortal Fight. Stop. Let's find two batteries for this remote. The last one can start playing. Where are you, little battery?